Joshua lần đầu giải thích cách bản thân để thua Usyk. Anthony Joshua đã có những chia sẻ về thất bại trước Oleksandr Usyk bằng tính điểm trong cuộc so găng vào tháng 9 năm ngoái. Tại London, Joshua đã để mất 3 danh hiệu lớn hạng nặng bao gồm WBA, WBO cùng IBF vào tay Usyk sau màn thể hiện thiếu thuyết phục hồi năm ngoái. Họ dự kiến sẽ tái đấu vào ngày 23 tháng 7 tại Ả Rập Xê Út với số tiền phân chia lên đến 90 triệu bảng. Ở trận thua tại sân vận động Tottenham Hotspur, cả 3 trọng tài chấm điểm đều công nhận tay đấm người Ukraine xứng đáng giành chiến thắng. Một trong số đó chấm Usyk thắng 9 trên 12 hiệp. Về phần AC, số hiệp đấu anh chiếm ưu thế nhiều nhất được công nhận chỉ ở mức 5 trên 12. Joshua khẳng định anh đã cố gắng vượt qua Mario Oleg bằng kỹ năng và cho rằng bản thân đã thắng ít nhất 5 hiệp đấu với phát biểu. Tôi nghĩ tôi có thể so kỹ năng cùng anh ta với tư cách là một võ sĩ. Tôi cho rằng anh ta đã thắng nhiều hơn tôi 2 hiệp đấu. Đó là nguyên nhân anh ta trở thành nhà vô địch. Vậy nên mục đích của hiện tại là trở về với những điều cơ bản và hướng đến một cú knockout. Azi trả lời phỏng vấn của Oxford Union. Màn so găng lần 2 giữa Joshua và Usyk vốn đã diễn ra sớm, nhưng cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine bất ngờ nổ ra vào tháng 2, khiến sự kiện này bị hoãn lại. Usyk từng gia nhập quân đội và cho biết anh không nghĩ đến việc bảo vệ danh hiệu nữa. Tuy nhiên cách đây chưa lâu, tân vương 35 tuổi đã thay đổi quyết định. Usyk quyết tâm rời quê hương để tập luyện, chuẩn bị cho cuộc tái đấu với Joshua. Anh phát biểu, tôi quyết định trở lại tập luyện vì bạn bè và đồng nghiệp. Một vài người trong số họ là những biểu tượng trước công chúng. Họ yêu cầu tôi quay về phòng tập. Bằng cách này, tôi có thể giúp quê hương của mình nhiều hơn là việc chỉ ở lại Ukraine hoặc gia nhập một tiểu đoàn bảo vệ lãnh thổ. Trong khi đó, Joshua cũng có sự thay đổi đáng chú ý nhằm phục thù đối thủ người Đông Âu. Azi nghe theo lời khuyên của đại diện Eddie Hearn và các fan hâm mộ, quyết định chia tay huấn luyện viên gắn bó lâu năm là Rob McLachlan trước khi thượng đài lần 2 cùng Usyk. Ngôi sao người Anh giờ đây chỉ làm việc với một người huấn luyện duy nhất là Angel Fernandez. Trong quá khứ, chuyên gia này đã giúp Joshua giành lại ngôi vương hạng nặng từ tay Andy Ruiz vào cuối năm 2019. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Trận tái đấu giữa Joshua và Usyk sẽ không có nhiều khác biệt. Nhà tổ chức quyền Anh Frank Warren đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc tái đấu giữa Joshua và Oleksandr Usyk. Trong màn so găng được cả nước Anh chờ đợi vào ngày 25 tháng 9, Usyk đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Joshua bằng điểm số, qua đó đoạt luôn 3 danh hiệu lớn hạng nặng từ tay AC. Sau trận thua, cựu vương 31 tuổi đã kích hoạt điều khoản tái đấu trong thời gian tới nhằm giành lại các đai vô địch WBA, WBO, IBF và IBO mà mình từng sở hữu. Dù vậy, ông bầu danh tiếng xứ sở sương mù là Frank Warren không tin rằng trận đấu đó sẽ có nhiều khác biệt. Chia sẻ cùng Boxing Scene, nhà tổ chức 69 tuổi cho biết, bình luận của tôi không liên quan đến công việc của người tổ chức. Khi tôi là người ủng hộ Tyson Fury, tôi chỉ nghĩ rằng màn trình diễn của Joshua thật đáng thất vọng. Cậu ta khởi đầu chậm chạp và dường như không cố gắng bắt kịp với tốc độ của trận đấu. Tôi không muốn chỉ trích quá lời hay đá một người khi anh ta đang ngã. Joshua là một võ sĩ top đầu, nhưng chẳng thể hiện được điều gì với ưu thế của mình cả. Có thể cậu ấy đã thiếu sự quyết đoán, khát khao hay một sự thúc đẩy mạnh mẽ. Cậu ta không tham gia vào cuộc đua và giống như tôi đã nói, kết quả đó đã phá hủy một trong những trận đấu lớn nhất ở thời của tôi. Tất nhiên giờ đây Usyk là cái tên lớn ở hạng nặng và nhiều cuộc tượng đài hay có thể được tạo ra dành cho cậu ấy. Nhưng rõ ràng chúng ta đều muốn thấy Fury đấu với Joshua ở thời đỉnh cao của họ. Điều đó đã chấm dứt vào lúc này và chúng ta phải chờ đợi kết quả của cuộc tái đấu khác. Nó có thể cản trở việc thống nhất các danh hiệu thế giới và trì hoãn tham vọng của nhiều võ sĩ thách đấu. Hai trong số những người có thể trở thành nhà vô địch nói trên đều đến từ Queensbury. Joe Joy đứng ở vị trí số 1 của WBO, thêm vào đó là Daniel Dubois, võ sĩ đang có cơ hội tranh đai WBA. Chúng ta phải đảm bảo rằng quá trình thi đấu của họ diễn ra thuận lợi, không bị ngăn cản bởi những cuộc tái đấu được ưu tiên. Từ vị thế của một người thách đấu,
Usyk giờ đây không còn dễ dàng đối mặt với những người thách đấu khác sau chiến thắng ấn tượng vừa qua. Tôi không thực sự nghĩ rằng trận tái đấu giữa Joshua với Usyk sẽ có nhiều khác biệt. Sau tất cả, không giống như cuộc so găng lần 2 giữa Joshua và Andy Ruiz, tôi không cho rằng Usyk tạo ra sự bất lợi cho mình. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Cựu vô địch thế giới Tony Bellew đưa ra nhận định về nhiệm vụ bất khả thi đối với Usyk. Nhà cựu vô địch thế giới Tony Bellew đã đưa ra nhận định về trận chiến thống nhất các danh hiệu ở hạng cân trên 90kg. Trong hoàn cảnh hiện tại thì nhiều khả năng Tyson Fury và Oleksandr Usyk sẽ đối đầu trong trận chung kết của boxing hạng nặng thế giới. Nếu Fury thắng Dillian White và Usyk vượt qua Anthony Joshua lần 2, nhiều người hâm mộ đã bắt đầu suy đoán xem ai sẽ là người thống trị trong giai đoạn sắp tới của môn thể thao này. Dưới góc nhìn của cựu vương hạng bán nặng Tony Bellew, anh bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Usyk, người đã thắng mình trong trận đấu gần nhất trước khi giải nghệ. Dù thế, chuyên gia 39 tuổi cho rằng ngôi sao người Ukraine sẽ đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn khi chạm trán Fury. Tôi đã trò chuyện với Oleksandr. Tôi không có gì hơn ngoài sự ngưỡng mộ dành cho cậu ấy. Tôi ước cậu ta sẽ rời đi sau khi đối mặt với RC, trải qua cuộc tái đấu và đạt được sự tôn trọng. Tôi hiểu rằng điều duy nhất có thể đánh bại Oleksandr Usyk đó là kích cỡ. Không ai giỏi hơn cậu ta về boxing. Đúng vậy, có nhiều người mạnh hơn và nhanh hơn cậu ấy. Nhưng dù một đối thủ vượt trội về sức mạnh và tốc độ so với cậu ta, cũng rất khó để thắng cậu ấy. Khi nói về màn so tài giữa mèo Oleg với Fury, Bellew cho rằng nhà tân vô địch WBC chiếm lợi thế lớn nhờ vào thể hình vốn có. Kích cỡ là một thứ quan trọng, đặc biệt là với một người giỏi như Fury. Không chỉ là sự tài giỏi, thực tế cậu ta còn biết rõ cách tận dụng lợi thế về kích cỡ, cân nặng và sức mạnh. Cậu ta hiểu rõ chúng, cậu ấy biết mọi thứ về trò chơi này. Cậu ta là một trong những võ sĩ thoải mái nhất ở thập kỷ này. Cậu ấy bước lên võ đài và thi đấu để tìm niềm vui. Đây là lý do Fury leo lên được tầng cao nhất mà không cảm thấy mệt mỏi. Cậu ấy sở hữu khả năng đáng kinh ngạc, xứng đáng với mọi lời ca ngợi trong cách mà mình tái xuất boxing. Trận đấu gần nhất với Deontay Wilder là một câu chuyện thần tiên và màn đọ sức cùng Usyk sẽ là một trận chiến kinh khủng để theo dõi. Fury quá to lớn với chiều cao 2m06, hơn Usyk 15cm. Cố gắng thoát khỏi một người như vậy khi cậu ta áp sát bạn là cả một nhiệm vụ. Và với tôi, đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi đối với Usyk. Bellew chia sẻ trên DAZN Boxing Show. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.